Với tầm tài chính khoảng hơn 4 tỷ mà quý khách hàng đang muốn tìm cho mình một căn nhà xây mới, thì buổi sáng ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến đã có mặt tại trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến hàng một căn nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến nó muốn giới thiệu đến hàng. Của những căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 12m và được cái chủ nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt một lửng và một trệt và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, cũng như mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phù hợp cho hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được anh chị thiết kế theo mẫu nhà hiện đại và được anh chị ốp nhựa, cũng như là trang trí bên ngoài, cùng với đó hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng, trang trí căn nhà rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà, cũng như là con đường ở phía trước cái cảng tham quan. Với căn nhà mình thì chỉ cách trục đường chính phía ngoài tầm cỡ khoảng độ 20m thôi, thuận tiện cho nhà mua ở mở văn phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán hàng online tại nhà thì rất là thuận tiện. Với căn nhà nằm trên một con đường nhánh của trục đường Hà Huy Giáp, và phía ngoài là trục đường Hà Huy Giáp, chỉ cách căn nhà mình tầm cỡ khoảng độ 300m thôi là quý khách hàng có thể sở một căn nhà nằm ở trên một con hẻm một sẹt để thuận tiện quý khách hàng mua ở mở văn phòng công ty cũng như là kinh doanh đầu tư và cho thuê. Đây là con đường ở con đường nhánh để dẫn vào căn nhà của mình. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng tham quan một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong. Với với căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng anh chị mới mua bán cũng như là công chứng sang tên ông ngài, một căn nhà xây mới và chỉ với giá hơn 4 tỷ đồng là quý khách hàng có thể sở một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà lại một lần nữa để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với hàng tham quan. Thì phía ngoài mình sẽ có hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình, sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình, và bên trong mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn và được anh chị thiết kế mình sẽ có một cái sân để xe gắn máy phía ngoài. Với khoảng sân này thì anh chị cũng đóng sẵn cho mình có một cái tủ để mình để giày dép cũng như là mũ bảo hiểm. Và di chuyển vào khu vực bên trong, mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Với căn nhà mình có bề ngang lên đến 4m2 nên anh chị thiết kế mình sẽ có một cái phòng khách ở phía bên ngoài thì được các chị đóng cho mình, có một cái tủ tivi ở dưới gầm cầu thang, và mình có một cái cầu thang để mình đi lên lầu 1 của căn nhà thì được các chị thiết kế có hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và di chuyển đến khu vực bên trong sẽ là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được các chị sắm sẵn tặng kèm, có tủ bếp, kệ bếp làm bằng chất liệu gỗ an cường tặng kèm full nội thất. Bên trong thì mình sẽ có bếp điện từ, lavabo rửa chén bát, kệ để chén bát, máy đong đếm gạo và máy hút khử mùi. Phía sau thì mình sẽ có một cái lavabo để rửa tay, và một bên thì được anh chị thiết kế để làm nhà vệ sinh. Và bên trên thì mình sẽ có một khoảng không gian chính trời để lấy gió và ánh sáng vào bên trong, rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 4 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở một căn nhà xây mới và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Một căn nhà nằm trên trục đường nhánh của trục đường Hà Huy Giáp và nằm sát với lại cầu vượt ngã tư ga, cũng như là sát với lại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà mình thì được anh chị xây dựng mỗi lầu thì mình sẽ có 2 phòng ngủ chính và 2 nhà vệ sinh riêng biệt. Và tổng cộng căn nhà mình có tới 4 phòng ngủ chính và được anh chị full nội thất 2 phòng. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Sẽ có cửa để đi ra ban công, cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, bàn trang điểm, bàn làm việc. Và tủ quần áo 4 cánh lớn. Được anh chị thiết kế nhà vệ sinh khép kín, sử dụng rất là thuận tiện. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ thì quý khách hàng
đang xem video và cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, thế nhân tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Di chuyển vào khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà mình thì toàn bộ cửa ở bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ an cường chống ồn, chống mối mọt. Và phòng ngủ thì mình sẽ có 4 phòng anh chị, full nội thất 2 phòng. Phía sau mình sẽ có bộ cửa sổ 4 cánh mở ra bên ngoài, lấy gió và ánh sáng vào bên trong cho nên rất là thoáng và rất là mát. Thì quý khách hàng đang xem video thì đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật với khách hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và hôm nay thì nhà đất Hoàng Tiến xin chọn là căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và chỉ với giá hơn 4 tỷ để quý khách hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà xây mới với tầm tài chính dưới 5 tỷ thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đi xem một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và nằm trên trục đường nhánh của trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên với lại chợ Thạnh Xuân cũng như là Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân, sát với lại cầu vượt ngã tư ga, chỉ cách cầu vượt ngã tư ga tầm cỡ khoảng độ hơn một cây số và cách quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tầm cỡ khoảng 5 đến 7 phút đi xe gắn máy thôi. Cách trung tâm thành phố thì tầm cỡ khoảng độ 25 đến 30 phút đi xe gắn máy. Và cách sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh tầm cỡ khoảng 15 phút đi xe gắn máy là quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm trên con hẻm một xẹt. Thuận tiện khách hàng mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê và mua để mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán hàng online thì rất là thuận tiện để khách hàng dễ tìm kiếm với con hẻm một xẹt và là căn nhà nằm sát với lại trục đường chính. Rồi mình vừa trải qua khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà, lầu 2 căn nhà và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 3 cho đến với lại không gian phòng thờ ở phía bên trong. Sẽ có một cái phòng thờ bên trong để mình tế thờ cúng tổ tiên ông bà. Và di chuyển đến khu vực phía trước thì sẽ có một cái sân thượng khá là rộng, được anh chị thiết kế rất là đẹp, rất là chill. Có đi hệ thống đèn là LED, đèn là chiếu sáng rất là đẹp. Thì thuận tiện hàng lên vui chơi, hóng mát và trồng cây. Cũng như di chuyển đến khu vực phía sau sẽ đến với lại khu vực không gian phòng giặt cũng như là sân phơi ở phía sau căn nhà. Và chỉ với giá 4 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý nhà đã xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.